Kênh Hoàng Linh Vlog xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2021, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Mở đầu video là một số thông báo khẩn như sau. Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình vừa có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa khu dân cư Dược Lũ ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh từ 0 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Việc phong tỏa nhằm điều tra, xử lý ô dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tam Bình giao cho Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan thiết lập các chốt kiểm soát và lực lượng kiểm soát 24 trên 24 giờ địa điểm nêu trên, đồng thời thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tổ truy vết xã trực tiếp truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời ngăn chặn sự lây lan. Ủy ban Nhân dân xã Nghệ Tứ có thông báo khẩn số 02 như sau. Tìm những ai đã từng đến các địa điểm sau tại chợ An Phong, xã Nghệ Tứ, huyện Tam Bình. 1. Tiệm gạo của ông Tám Gạo. 2. Tiệm bán thuốc tây của ông Chiến. 3. Tiệm bán hàng gia dụng của ông Tám Tèo. 4. Tiệm bán hàng tạp hóa của bà Bé Năm. 5. Sạp bán đồ gãy đầu chợ của chị Kiều gần nhà ông Ba Khương. Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021. Vậy những ai đã từng đến các địa điểm trên vào các khung giờ đã được nêu, liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế và hướng dẫn theo đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Tường Lộc, huyện Tam Bình cũng có thông báo khẩn như sau. Tìm những ai đã từng đến khu vực chợ Tự Phát thuộc đầu ấp nhà thờ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình và ấp Tường Trí, xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn để mua thịt heo, bánh mì, rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác. Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2021. Vậy những ai đã từng đến các địa điểm trên trong khoảng thời gian đã được nêu, liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế và được hướng dẫn đúng theo quy định. Cũng tại huyện Tam Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa một phần tổ nhân dân tự quản số 3 và số 4, ấp Mỹ Quế, đoạn từ cây xăng đến đầu lộ Bờ Gòn, với 17 hộ 83 nhân khẩu, phong tỏa một phần tổ tự quản số 19, ấp Mỹ Trung, đoạn dưới cầu Cái Sơn Lớn, với 6 hộ 20 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Việc phong tỏa nhằm điều tra xử lý ô dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh Trung đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát các địa điểm nêu trên, đồng thời thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long cũng có thông báo khẩn số 07, nội dung thông báo như sau. Tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19, cụ thể những người đã có mặt hoặc tiếp xúc với các hộ gia đình tại tổ 5A, khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long đề nghị người dân có đến địa điểm nêu trên nhanh chóng liên hệ với trạm y tế nơi cư trú hoặc trạm y tế phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long thông qua số điện thoại 02703 815 230 để được tư vấn hướng dẫn khai báo y tế đúng theo quy định. Mọi hành vi trốn tránh khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Long Hồ cũng có thông báo khẩn số 03 như sau. Tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 tại các địa điểm và thời gian sau đây. 1. Tiệm tạp hóa chị Kiều, khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2021 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. 2. Đến dốc cầu ngã tư, nơi có các hộ tiểu thương bán rau cá trong khoảng thời gian 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021. 3. Đổ xăng tại cây xăng Hậu Cần, khóm 5, thị trấn Long Hồ trong khoảng thời gian 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021. 4. Bách hóa xanh ở khóm 1, thị trấn Long Hồ trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2021. Vậy những ai đã từng đến các địa điểm và thời gian đã được nêu trên cần đến ngay trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế, tư vấn và hỗ trợ đúng theo quy định. Trong phần tiếp theo, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin đáng chú ý như sau.
Thông tin thứ nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 áp dụng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2021. Trong đó, thời gian thực hiện là từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Trước đó, Sở Y tế đã triển khai thực hiện kế hoạch giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống còn 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, đồng thời còn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý và điều trị F0. Việc áp dụng cách ly y tế F1 tại nhà giúp giảm tải hệ thống giường bệnh, nhân lực y tế, nhân lực các tổ chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần của ban điều hành khu cách ly tập trung F1 để tập trung nguồn nhân lực y tế chăm sóc cho những ca bệnh F0 đang ở mức độ nặng và rất nặng tại bệnh viện, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, tạo được tâm lý thoải mái cho người được cách ly, giảm chi phí cách ly và quản lý người cách ly, tiếp tục quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 có hiệu quả, đồng thời F1 vẫn có thể làm việc tại nhà. Thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được, sau 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, vào chiều ngày 28 tháng 7 năm 2021, trong cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. 19 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Vĩnh Long, đề nghị được kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ. Lãnh đạo các tỉnh thành cho biết đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, tận dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để tập trung lực lượng truy vết xét nghiệm nhằm sớm khống chế các ổ dịch, kiểm soát tình hình. Theo báo cáo của một số tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, số ca mắc COVID-19 không nhiều, lại được thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, giãn cách xã hội, nên dịch vẫn trong tầm kiểm soát. Song tại nhiều tỉnh thành, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc có chiều hướng gia tăng. Tại Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, các ca mắc COVID-19 của tỉnh tăng nhiều hơn, dù đã thực hiện chỉ thị số 16. Song tỉnh xác định công tác phòng chống dịch được thực hiện theo đúng hướng. Vĩnh Long đẩy mạnh xét nghiệm, truy vết thần tốc để khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh. Hiện nay tỉnh đang thực hiện xét nghiệm trên 18.000 mẫu gộp, 10 mẫu đơn cho các công nhân của khu công nghiệp Hòa Phú, nơi có tỷ lệ ca mắc COVID-19 cao của tỉnh, để tỉnh sớm kiểm soát được dịch bệnh. Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị nên kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để địa phương có thêm thời gian khoanh vùng, khống chế dịch. Trên toàn miền Nam, số ca dương tính vẫn còn tăng, nhiều ổ dịch mới xuất hiện. Nhiều địa phương khác cũng bày tỏ lo ngại diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, ghi nhận thêm các ca nhiễm. Một số ổ dịch mới xuất hiện khi tăng cường xét nghiệm, tầm soát trong những ngày qua. Cùng với đó, các tỉnh thành Tây Nam Bộ đang chịu áp lực rất lớn từ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập khi hàng chục ngàn công nhân, học sinh, sinh viên trở về từ vùng dịch. Các tỉnh thành đề xuất nên thực hiện chỉ thị số 16 thêm 1 đến 2 tuần nữa. Thông tin thứ ba mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được, huyện Long Hồ đã lấy mẫu gộp PCR cho hơn 26.634 công nhân và tiểu thương. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Long Hồ, đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2021, huyện Long Hồ đã lấy 3.680 mẫu gộp PCR với hơn 26.630 người là công nhân lao động và tiểu thương ở 14 trên 15 xã thị trấn. Các xã Bình Hòa Phước, Hòa Ninh, Đồng Phú, Thanh Đức, Phú Đức và thị trấn Long Hồ có kết quả tất cả các mẫu gộp đều âm tính. Riêng các xã An Bình, Long Phước, Phước Hậu và Long An ghi nhận 6 mẫu nghi nhiễm COVID-19 tại các ấp An Long, xã An Bình, ấp Phước Ngương B, xã Long Phước, ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu và ấp An Phú B, xã Long An. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Long Hồ chỉ đạo các xã chưa phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng phân công trách nhiệm, siết chặt quản lý, theo dõi giữ nhà xanh, khu vực xanh, phải huy động cả hệ thống chính trị trong từng tổ nhân dân tự quản, tổ COVID trong cộng đồng, đoàn kết giữ vùng xanh và địa phương sạch. Riêng các địa phương ghi nhận những ca mắc COVID-19 nhanh chóng khoanh vùng, truy vết cách ly các trường hợp F1, F2. Tính đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2021, huyện Long Hồ đã có 279 trường hợp nhiễm COVID-19. Thông tin thứ tư mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được, Vĩnh Long tăng cường hướng dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức đám tang trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ngày 30 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 4274 về việc tăng cường hướng dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức đám tang trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường phổ biến, triển khai đến từng xã, phường, ấp, khóm, tổ nhân dân tự quản, thường xuyên kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại lễ tang theo quy định thuộc địa bàn quản lý. Ngoài ra, lưu ý tuân thủ các biện pháp sau. 1. Tổ chức đám tang trong nội bộ gia đình, giảm số lượng thân nhân, cử đại diện người viếng đám tang, sắp xếp giãn cách không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm viếng.
2. Người dự đám tang giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét theo quy định, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức, hạn chế nói chuyện và tiếp xúc gần với những người xung quanh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn tay, không tổ chức ăn uống cho người dự lễ tang, thực hiện vệ sinh khử khuẩn nơi tổ chức lễ tang. Thời gian tổ chức lễ tang không quá 24 giờ kể từ khi tử vong. Trường hợp gia đình không kịp an táng trong vòng 24 giờ, chính quyền địa phương xem xét cho kéo dài thêm, nhưng không được vượt quá 48 giờ. Địa điểm tổ chức lễ tang tại nhà riêng, nhà tang lễ hoặc nơi tổ chức lễ khác, đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa. Cơ quan y tế địa phương phải giám sát nghiêm ngặt, hướng dẫn ban tổ chức lễ tang hoặc gia đình bố trí đo thân nhiệt nhân thân trong gia đình và người tham dự tại đám tang. Nếu phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, khó thở thì không được tham dự đám tang và báo cho cơ quan y tế địa phương xử lý theo dõi. Tuyên truyền vận động những người có nguy cơ cao, người từ địa phương khác không tham dự đám tang, đồng thời khuyến cáo tất cả những người tham dự đám tang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày và báo cho cơ quan y tế địa phương khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh. Lưu ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 bổ sung nâng cao trong tổ chức đám tang nêu trên áp dụng đối với người tử vong do nguyên nhân thông thường, không áp dụng đối với người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Thông tin thứ 5 mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được. Chính phủ yêu cầu tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Theo đó, công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện QR code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp để vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và tiêu dùng, trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện và giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Trường hợp phương tiện giao thông không có giấy nhận diện có QR code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người trên phương tiện. Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa tại các cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, không gây ùn tắc giao thông. Người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Tại các vùng có dịch, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng chống dịch bệnh, nhưng phải đảm bảo hoạt động vận chuyển, lưu thông và phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Thông tin về tình hình trật tự xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 mà kênh Hoàng Linh Vlog vừa tổng hợp được từ Công an tỉnh Vĩnh Long như sau. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Công an huyện Long Hồ đã mời một người đàn ông sinh năm 1981, ngụ thị trấn Long Hồ lên làm việc về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận là chủ tài khoản Facebook Vĩnh Long Best Sell. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, đối tượng không mua bán túi sách được nên rảnh rỗi thường xuyên dùng Facebook cá nhân đăng tải bài viết, chia sẻ video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu khống lực lượng chức năng làm nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện Facebook Vĩnh Long Best Sell đăng tải nhiều thông tin bị đặt xuyên tạc nên tiến hành xác minh, phối hợp cùng các lực lượng chức năng mời chủ tài khoản lên làm việc và lập biên bản vi phạm. Thông tin số liệu về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được như sau. Tính đến 19 giờ tối ngày 30 tháng 7 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 48 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, 39 trường hợp là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân được cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế huyện Tam Bình là 31 trường hợp, Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn là 1 trường hợp, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ là 7 trường hợp. Hai trường hợp có địa chỉ tại ấp Hòa Thuận, Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương xét nghiệm sàng lọc. 6 trường hợp là F1 liên quan đến chợ rau Vĩnh Long, được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. 1 trường hợp là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân, đến khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Tổng hợp, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 19 giờ tối ngày 30 tháng 7 năm 2021, có 792 ca đã công bố, trong đó 14 ca nhập cảnh, 778 ca trong cộng đồng và 48 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Số các ca mắc trong cộng đồng cụ thể như sau: tại huyện Tam Bình là 277 ca, huyện Long Hồ là 260 ca, thành phố Vĩnh Long là 80 ca, huyện Bình Tân là 63 ca, thị xã Bình Minh là 35 ca, huyện Mang Thít là 33 ca, huyện Trà Ôn là 21 ca và huyện Vũng Liêm là 9 ca. Tổng số cách ly tập trung F1 là 3.006 người, tổng số cách ly tại nhà F2 là 7.133 người và số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung là 743 người, đã điều trị khỏi 89 ca bệnh và tử vong là 7 ca bệnh. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.